Quảng Nam hiện nay có khoảng 73 hồ đập lớn nhỏ. Các hồ đập không chỉ góp phần giữ nước, cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, mà còn có nhiệm vụ điều tiết nước, cắt lũ cho vùng hạ lưu trong mùa mưa bão. Chính vì vậy, hàng năm, địa phương này luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, khắc phục những sự cố tại các hồ đập, đảm bảo an toàn nhất trong việc tích nước trong mùa mưa, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt là việc bố trí các nguồn kinh phí để nâng cấp sửa chữa các hồ đập đã xuống cấp hư hỏng. Năm 2021, Quảng Nam có 14 hồ đập trong dự án WB8 đang thi công với kinh phí 108 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Trong đó có 3 hồ chứa lớn gồm hồ Cao Ngạn, hồ Hé Giang và hồ Thái Xuân. Những hồ chứa lớn này bắt đầu triển khai thi công từ ngày 30 tháng 1 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2022. Theo đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, trước khi triển khai thi công, cả 3 hồ chứa lớn và 11 hồ chứa nhỏ đều có những hư hỏng chủ yếu như thân đập sạt lở, mái hạ lưu, kích thước đập thời điểm xây dựng theo quy chuẩn cũ, hiện nay theo quy chuẩn mới thì không đảm bảo an toàn. Ban Quản lý chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục trọng yếu trước ngày 30 tháng 8 là giai đoạn mùa mưa lũ bắt đầu. Và tính đến thời điểm này thì các hạng mục này đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng. Làm muối là nghề truyền thống lâu đời của người dân một số huyện của tỉnh Bình Định. Tuy nhiên hiện nay đang vào vụ sản xuất muối nhưng vì giá xuống thấp, công lao động lại tăng cao dẫn đến thu không đủ bù chi nên diêm dân tại Bình Định đang gặp nhiều khó khăn. Một số nơi bỏ hoang ruộng muối không sản xuất. Vùng muối Đề Ghi thuộc hai xã Cát Minh và Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định có trên 500 hộ sản xuất với tổng diện tích hơn 70 ha, nhưng vụ muối năm nay đã giảm 10 ha. Thời tiết nắng nóng kéo dài nên sản lượng muối làm ra có tăng nhưng giá cả lại xuống thấp so với nhiều năm trước. Cuộc sống của diêm dân vì thế gặp rất nhiều khó khăn. Muối năm nay cũng thấp quá, nhưng làm số lượng nhiều mà muối giá này mùa này nó rẻ. Thái khổ quá, cũng bỏ hết, cũng không ai làm. Đề số là bỏ nhiều. Hiện nay, một bao muối hơn 50kg chỉ có giá khoảng 30.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với năm ngoái. Để làm ra được hạt muối, người diêm dân đã rất cực khổ. Tuy nhiên, với giá muối thấp như thế này thì cuộc sống của họ càng khổ khổ hơn. Thời tiết nắng nóng kéo dài, thuận lợi cho việc làm muối. Diêm dân ở huyện Phú Cát đã thu hoạch hơn 4.400 tấn muối, tăng 110 tấn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 752 tấn muối sạch sản xuất trên ruộng trải bạc. Được mùa mất giá, trong khi đó chi phí đầu tư như công làm đất, vận chuyển, bốc vác lại tăng hơn 20% so với năm ngoái. Quy hoạch lại diện tích muối để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho dân, vừa là sản xuất muối sạch theo công nghệ hiện nay mà vừa là có cái điều kiện để đầu khi mà vận chuyển muối, sau khi có sản phẩm muối thì cái giảm cái chi phí để rồi tăng cái giá trị sản phẩm muối của bà con nhân dân. Theo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có trên 130 ha sản xuất muối, gồm 70 ha sản xuất truyền thống, 50 ha sản xuất trải bạc ô kết tinh và trên 10 ha sản xuất công nghiệp. So với cùng kỳ năm ngoái, diện tích giảm trên 20 ha. Để nghề làm muối phát triển thì cơ quan chức năng cần có giải pháp đảm bảo đầu ra ổn định giá và quy hoạch diện tích sản xuất hợp lý.